thành phố Asun này gần như đã được giải phóng, nhưng chúng tôi phải đối mặt với mối đe dọa lớn, đó chính là quận Rồ. Chúng tôi chỉ tạo ra cái máy bắn đá này để có thể tiêu diệt bọn quái vật. Hãy bảo vệ chúng tôi khi chúng tôi chuẩn bị đạn dược. Tôi sẽ gọi quân Gora ngay bây giờ. Tôi sẽ thử lại với một cái gì đó khác vậy. Wow, nhìn cái thứ khủng bố của nó kìa. Nhì dạ, xin chào anh em huynh đệ, nó quay trở lại với Zero Sam phần 2, giờ đây là bắt thứ 3 rồi. Thôi thì đâu có gì đâu mà nói nhiều hả, chúng ta vào game nghe thôi. Chào đại hiệp. Nhì dạ, con Saman đây nè. Hình như nó đang bị trói rồi. Cái con này hả, đang khó chịu đó hả. Rồi, lại chắc nó bịt họng lại rồi. Chắc nó dạng họng con Saman thôi. Đúng rồi. Tàn nhẫn quá đi. Này, hãy để lão ấy yên. Chúng ta có thể làm điều này theo cách của ta. Cơ bản cũng đều như nhau. Rồi, giao chiến. Ngày già, vì mày đó hả? Mà tao phải giao chiến với bọn này đây. Bọn mang rợ này thật là đáng sợ đó mà. Giờ thôi. Hãy già. Hãy già. Ta sẽ cho từng người các người hả. Hạ gục bị gục xuống đi. Ơn trời, anh đã đến đây rồi. Ta cứ mãi chờ để đợi cái sự xuất hiện của anh đấy hả. Chàng trai rút vàng. Hẹn gặp lại trong đại tế lễ. Đừng có trễ đấy. Anh phải đến trước khi mặt trời lặn. Ta nghĩ ta có một cái phím tắt. Tạm biệt nha. Dạ. Chưa dễ trấn đi rồi. Bỏ lại ta đây ta một mình đó hả. Ê, cái nơi đáng sợ này đó hả. Tại sao bỏ ta lại đây một mình. Không chịu đâu. Hãy. Dạ, cái bọn zombie này nó xuất hiện rồi. Dạ, ngay trước mặt luôn kìa. Thật là đáng sợ mà. Đừng cứ cắn tao đó hả. Rành rành là một cái Sam xinh đẹp ở đây. Ta là một cái anh Sam đẹp trai vậy đây. Đừng cắn nó biến thành zombie. Xấu xí lắm hả. Hãy qua đây. Thì dạ, bắn trượt lất. Trượt lất rồi. Hey, bọn này bắn rác gì hả. Hey, vừa nấp vừa bắn nó thôi. Ta phải chờ tiểu nhân thôi. Thì định bắn lén thôi hả? Không có dễ đâu. Còn nữa là không? Sao mày không liền vậy? Chạy qua đây lượm cục máu đi. Thì chút xíu nó đã chết với nó rồi. Thì cái tiếng khỉ gì vậy hả? Thì cái bọn này nó lại xuất hiện nữa rồi. Cái bọn người nguyên thủy. Ở đây đó hả, không có bí mật gì hết trơn. Thôi thì đi luôn. Kiếm một ít máu đi. Đề phòng bất trắc. Thì dạ, không có gì hết. Cũng không có gì luôn. Cái bức tượng này cũng không có gì luôn hả. Vậy thì còn ở lại đây làm gì? Đi thôi, quốc ngựa tri phong. Nghĩ, đi ra đây thôi. Hay dạ, cánh cửa bị đóng rồi. Làm sao đây hả? Vậy thì đi cái đường nào? Hay dạ, cánh cửa bị đóng rồi.
Anh có một cái bí mật gì đấy. Làm sao để mở cánh cửa đó hả? Hồi nãy con nhỏ đó nói cái gì ấy, tôi cũng quên đọc rồi. Hay da, cái con đó nó nói cái gì mà quên mất rồi. Giờ thì làm sao mà qua mạng đây hả? Con lo đi tìm đồ. Quên là nó nói cái gì rồi. Hay là đi ra ngoài này? À đúng rồi, nó đi đường này mà. Hay cái cửa kia là cửa vô thì ra. Đừng là gạo quá đi, mù đường. Hay dạ, không có về cảm tử rồi. Chút xíu nữa, ta lấy về cảm tử là giữ người chết hết đi. Ngay, không có trời đạn rồi. Mình kiếm thêm ít máu nó thôi. Được rồi, đi qua thôi. Thiệt là, mở cổng lên tiếp ta đó hả? Còn ai đây không? Ở đây có vô được rồi là không hả? Hay dạ, vô được rồi. Hay dạ, bọn người Simba đã bị nhốt ở đây rồi, đi ra đi. Chúng ta đến để giải cứu các người đây nè. Phá luôn. Hay dạ, giải cứu người Simba đi. Ở đây có hai người bị nhốt rồi. Dạ, nó rất là mừng kìa, nhưng mà sao không đi ra hả? Ở đó làm gì? Còn ở đây nữa. Hay dạ, có một cái đồng vàng kìa. Hai cái ghế để ngồi luôn. Đi thôi, giải cứu được nó rồi. Gỡ lại đây để làm gì? Đập phá cho sướng cái tay đi hả? Ê dạ, nó xuất hiện rồi kìa. Hay. Quăng cho nó lựu đạn đi. Cái ngàn lựu đạn hay là không hả? Thì ê da, nó cắn được rồi. Chết được rồi, nó trúng độc rồi. Thì da, nó cầm súng á. Nó cầm sọt gánh hả? Bắn ở những cái này chật hẹp này thì còn là gì bằng nữa hả? Rất là ngon luôn. Mở cửa đây, sao trong này không có ai cho mình cái gì hay ho hết hả? Cái gì nữa vậy? Cái tiếng khỉ nhìn như là báo động, có cái địch đang tấn công. Hay dạ, còn một cánh cửa chưa mở nữa đây nè. Giải cứu hết bọn này đi. Hay dạ, cái nhà tù vậy đó hả, mà còn có tivi nữa, sướng giả như cái tiền đàn vậy. Cái đường ra, đây rồi. Hình như đi đường nào ra hả? Chút xíu là quên rồi. Thì dạ, cái này là đường đi ngược lại rồi. Cứ hay là quên đường. Thì dạ, ở đây có rất là nhiều cái nhà tù đây nè. Giải cứu hết đi. Có gì cho hay là không? Nhiệt định, không có gì cho ta hết hả? Mà nó ở trong tù đó hả? Thì làm cái gì đâu mà cho. Làm gì có nhiều đồ. Hay dạ, còn có một cái đồng tiền nữa nè. Hay dạ, hết đạn sọt canh rồi. Hiện khổ rồi, tôi chỉ thích bán sọt canh thôi. Hay dạ. Điện là khổ. Thôi, đi thôi. Ở đây bắn bậy chút xíu nó tốn đạn. Ngày dạ, ở đây có cái gì nguy hiểm không hả? Thì mình sẽ có rất nhiều thứ để lấy đây. Yeah, có rất nhiều đạn sọc canh này kìa. Hay, vui rồi. Vui rồi. Cái gì vậy hả? Cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Hay dạ, bị phục kích rồi. Nó dụ mình vô đây, nó phục kích rồi kìa. Hay dạ, trời ơi zombie. Thì cái này chật hẹp như vậy. Chỗ đâu mà núp hả?
Ý, nhắm mục đích ta hả? Bộ mày tới số rồi. Bắn Jimmy trước đi. Rồi cái bọn ăn thịt này thì để sao đó. Không có gì đâu mà phải sợ. Còn gì nữa hả? Sao nghe tiếng bắn chéo chéo vậy hả? Hay dạ, cái thằng dưới kia kìa, đứng có bắn lên kìa. Thấy tội nghiệp chưa? Thấy tội nghiệp chưa hả? Rồi thì thôi. Zombie đứng đắp hả cu. Đắp hả cu. Đắp hả cu. Ấy da. Càng ngày nó càng xuất hiện nhiều hay gì đó vậy. Hay có cái rừng vàng luôn đây nè. Estalite. Ở đây có gì là không? Mở cửa trước đi. Hai con khỉ, không có gì gió trơn. Một cái đồng vàng, không có gì nữa hết. Hey, lộn được rồi. Đi qua đây thôi. Có cái gì đằng kia kìa. Thấy cái mòi không vui chút nào rồi. Hay dạ, quá trời độ luôn rồi. Núp kìa. Núp hả mày? Cái gì vậy? Cái có bọn bơm cảm tử. Thôi rồi rồi. Cái gì mà không sao hả? Ở trong đây rất là chật hẹp, bắn nó một phát một chết cái chùm. Bắn một được hai. Ấy dạ. Bắn đầu mà ra đồng giả. Có gì đây không? Anh không nhớ là màn này có bí mật gì không hả? Một cái, hai cái, ba cái, bốn rồi bắn bậy rồi. Thôi ở đây nó nhả ra hoài, đi thôi nào. Hay dạ, nó lại xuất hiện rồi, cái bọn zombie này nó nguy hiểm lắm hả? Nó bắn sợ ganh khó mà né được. Ê dạ, ở đâu ngay sau lưng vậy hả? Chơi gì hù nhau vậy hả? Nó không có vui nha. Thì tiết kiệm đạn thôi. Đạn rocket. Đâu rồi? Nó ra đây. Ngày già. Nó đi qua bên này rồi. Nó bị chặn cửa lại rồi. Chơi gì mà nguy hiểm vậy? Rồi nó xuất hiện sau lưng kìa. Nghe cái tiếng khỉ kia là biết rồi. Nhận một chút xíu giáp đi hả? Hey, bắn đạn này. Bắn cái này cho nó bớt hao đạn đi. Hi. Ý dạ. Ý dạ. Ý dạ. Em bắn bậy rồi. Một phát, hai phát, ba phát, bốn phát bắn bậy luôn rồi, năm phát rồi. Ý, chết đi hả? Đồng gì hả?
Thế dạ, cứ đi, cái gì là đi cướp nhà băng vậy hả? Ừ, nó đứng sát quên luôn rồi kìa. Mình cho mày ăn trái bơm đi hả? Mình cho mày ăn trái bơm luôn nè. Mình cho tụi bạn bơm đi. Còn nó được không? Ở đâu vậy? Nãy dạ, ngay sau lưng luôn. Cái này cứ làm tao giật mình hoài vậy hả? Này đông giả. Này ở đâu vậy? Ơ nó 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 bị mắc kẹt rồi. Ê bay 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 bay. Dạ, nguy hiểm quá đi. Này tứ phía hết trơn rồi. Dạ. Nó sẽ tứ phía luôn. Làm sao đây hả? Mình cứ đứng trong góc này nè, đúng rồi. Đúng rồi, đứng ngay cái góc này. Nó đâu có thể xuất hiện được ngay đây hả? Cứ là nó đi tới đây thì mình bắn nó thôi. Nhưng ngày già, nhiều cũng không biết hả? Dạ, có đồ mới rồi, có đạn rồi. Vậy thì lấy rồi. Ngày dạ, không bán được cái đó hả? Em xin chào anh. Em xin chào. Em xin chào. Mở cửa đi. Không cái gì đâu sợ mà đóng lẻ. Ngày dạ, này có nhiều cửa nha. Ba cái cửa đi cái nào trước đi hả? Thôi thì đi cái bên trái đất trước đi hả? Có tên nào không? Rồi đây nào? Rồi đây một đội súng với nhau hả? Ê, lại là bọn zombie, đi nhầm đường rồi. Ngày làm sao đây? Nhảy bên kia. Rồi, ăn ức rồi. Hay da, nhảy qua, được là gà. Cái gì mà nhảy cũng không được nữa hả? Ê, anh đi rồi, anh? Hãy leo lên trên, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Mấy kia mình cẩn thận hả? Có cái gì dưới này là không? Đi xuống đây tìm đồ thôi. Ngày xưa chơi đó hả? Đâu có đi tìm đồ gì đâu. Bây giờ trở lại để đi tìm nhiều đồ. Đi tìm những món đồ ẩn. Ngày xưa chơi game này rất là vui. Nhất là khi chơi hai người. Chơi hai người thì chơi chế độ mà càng khó càng tốt, chơi nó mới vui. Càng quét hả? Chỉ cần hai thằng thôi sẽ là ác mộng của bọn quỷ dữ này. Dạ, làm sao mà leo lên đó hả? Ây da, rớt rồi. Nhìn sao mà gà vậy? Rồi, nhảy qua thôi. Còn đâu nữa hay không hả? Cái gì nó vậy? Mình sẽ nghe cái tiếng khỉ kêu. Nó là cái sở gà ống thôi. Kìa dạ, trên kia có một cái. Làm sao để lấy cái kia hả? Chắc là đi vòng ở đây rồi, đi nhảy xuống đây lấy rồi lên đây rồi đi quay ngược trở ra thôi. Anh kia cũng có đồ nữa kìa. Phải hay là không hả? Ấy bậy rồi. Cái gì đấy? Hải dạ, một cái súng. Được rồi, chút xíu nó lấy nó sử dụng thôi hả? Đi lên kìa.
Bây giờ lên không được thì vậy hả? Được rồi. Rồi, giờ thì làm sao hả? Này, bí mật này làm sao lấy hả? Làm sao đi qua đây? Vô phương rồi. Không thể nào. Ê dạ, mấy con kinh công này đó hả? Nó mới bị mắc kẹt trong đồng này kìa, những bức tượng này hả? Hình như là bị đang tra tấn vậy. Không được rồi, thôi đi ra thôi. Mất thời gian, dù gì cũng chỉ là một cái giáp thôi mà. Ở trên kia. Hình như là máu hả? Ở đây là giáp. Cũng không quan trọng lắm đâu. Nhờ thì đi thôi. Dạ, cái hàng này dẫn đi đâu nữa vậy? Ấy da, nó xuất hiện nữa rồi kìa. Ấy da, bắn nó chết cả hai luôn. Ấy da, lên được rồi nè. Hay quá đi. Ấy da, đã quá nè. Bắn cái bọn chuồn chuồn nè. Ấy da, có vũ khí chơi với bọn chuồn chuồn rồi. Dạ, nó bay nó kìa. Được rồi. Cái bọn bom cẩm tử này nghe cái tiếng kêu của nó hả, đều là đáng sợ mà, còn hơn là tiếng quỷ giữa đêm. Dạ, bọn chuồn chuồn này cái gì là quân cẩm tử nhà cho ta tập bắn đó à. Dạ, nó sẽ sắp tới rồi kìa. Dạ, một chiếc máy bay xong. Cứ như là lá rụng mùa thu vậy á. Này dạ, đi qua đây nhảy xuống đây lấy trái tim hả? Nhưng mà mình còn nhiều máu mà, đâu cần đâu lấy hả? Rồi từ này tới xuống đây lấy bộ giáp này, nhưng mà đâu cần đâu. Rồi mất thời gian. Đi thôi. Vậy là xong đó. Quá đơn giản luôn. Nhìn đâu nó vậy? Ê da, đứng ngay trước mặt kìa. Cái tiếng kêu ở đâu vậy? Đâu, cái tiếng kêu ở đâu vậy? Em kìa. Ê da, cái chỗ này rất là hợp lý để bọn chúng phục kích đó. Đừng đến này nào. Bộ mày hại lẫn nhau đó hả? Ê dạ, bộ nó bắn rocket kìa. Lên đây thôi, tận dụng cái lô cốt này hả? Bọn bay ra đây, người ta đại chiến với các người, bắn gã cả luôn, cũng ghê vậy hả? Tương tác với môi trường rất lớn hả? Thì đâu hết rồi? Nó không có à? Vậy thôi đi. Cái dạng cái gì đấy? Mình xử cái này trước đi hả? Dạ, sắp hết đạn rồi. Cái này là gì đấy hả? Bùm 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 nổ. Ai già thì ra là nó sẽ nổ cái này. Dạ, chắc là cái bọn kia nó sẽ tấn công ra từ cái lỗ này đó hả? Người ta nên là đây, này đây đứng trước đi. Được rồi. Nó kìa, thấy gì chưa hả? Biết ngay mà. Thì dạ, cái anh người tiếc Bigfoot à. Lộn, cái gì đồng lộn mẹ nó rồi. Thì dạ, trực thăng. Chuồn chuồn giấy hả? Bọn này là chuồn chuồn giấy rồi, không làm hại được ai đâu á. Bắn con khổng lồ trước này trước đi hả? Quá vậy chuyện đó. Dạ em không có chuyện đó kìa, nhưng mà bắn trước cái con chuồn chuồn này đi. Dạ anh đông quá vậy.
Thì sắp hết máu rồi. Cái gì vậy? Bọn này trâu gì vậy hả? Ý, gì rụng nè. Bây giờ anh tái chín rồi thì phải rụng rồi. Anh tái chín rồi rụng đi, màu đỏ rồi mà. Anh tái này màu đỏ là chín rồi, chín thì phải rụng rồi. Ngày già xong rồi. Được rồi. Cái gì vậy, ăn cánh đẹp gì hả? Cái game này sao bao nhiêu năm rồi, hơn 10 năm rồi mà nó nhìn còn rất là đẹp vậy đây. Thật sự là làm cho tao bồi hồi. Cái dạ anh làm gì mà lâu vậy hả? Nhìn lên nhật độ trời có đây ngay. Cái dạ chỗ này có chỗ nấp rồi. Cái dạ có một cái mạng kìa, lấy thôi, nhặt đạn thôi. Ê dạ đứng. Ê Ê dạ Ê dạ Ê dạ nó tới rồi kìa. Ê dạ đứng vô góc này thật là lý tưởng. Ê dạ đâu vậy hả? Ê dạ tới. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, vớ làng nước ơi. Ê dạ nó nhảy ngay trước mặt luôn. Nó lố bết. Thôi đi thôi, không có lý tưởng chút nào rồi. Cái dạ nó đông quá vậy. Cái dạ, cái dạ, ý sao không chuyển được? Hết đạn rồi, cái sọc canh hết đạn rồi, không có đổ vào sọc canh được. Bắn cái này chắc chết quá đi. Nhiệt tình tôi bắn cái này không có hay. Ngày dài nấp thôi, đúng rồi. Giờ chiến thực nấp thôi. Chiến thực nấp. Đấy đúng rồi, chiến thực của quân tử là đây nè. Đây là chiến thực tiểu nhân. Dạ anh không chịu buồn đỡ được thì chơi tiểu nhân thôi, miễn sao qua mạng là được rồi. Dạ bây giờ thì đi kiếm tiền nó hả? Thì tưởng nó chết luôn rồi hả? Thiệt là chơi buồn tử không được, chơi tiểu nhân thôi. Đạn sọc canh đâu? Sẽ ít quá vậy hả? Mình bắn súng liên thành rất là tệ đó hả? Mình chỉ chơi được sọc canh thôi. À, lộn rồi, cánh cửa đó là cánh cửa đi vô. Cánh cửa đi ra tiếp tục đi kìa. Xong rồi, qua màn. Ơn trời, tôi hy vọng sẽ ngửi được mùi bầu không khí trong lạnh. Phải, tao cũng vậy, anh có cái mùi như địa ngục vậy. Đây là cuộc căn cứ quân chúng rồi đó. Thì dạ, có cái khủng long luôn này kìa. Hai con luôn, ghê dạ. Có cả King Kong đó kìa nữa kìa. Đây là nơi tôn thờ King Kong hả? Ngay. Nghĩ là sẽ rất là khó đây hả? Trận chiến tiếp theo đây không phải dễ đâu.
Ê, tự nhiên đi ngang qua hướng đạn vậy á? Bùm. Dạ, bọn chúng tấn công tới rồi. Lần này bắn thôi. Đâu? Ra đây. Kìa. Ấy dạ, đạn này bắn ngộ giả. Mỏi. Ôi, đạn này quá là mạnh luôn. Ngon, ngon, ngon rồi, ngon rồi. Dạ, anh tàn phá hết đi. Sau đó chúng ta sẽ trồng cây lại thôi đó mà. Dạ, cái đạn này bắn ra âm thanh hay gì vậy hả? Dạ, nó né hay vậy? Né như phất cơ vậy? Dạ, thiệt tình. Dạ, tụi nó đứng sau lưng đây nè. Hay gì? Có cái bọn người nguyên thủy khổng lồ nữa kìa. Đây có quái vật mới rồi. Ừ, lộn rồi. Thì game này bắn rất là đã luôn, rất có nhiều cái để chơi, vừa nhiều quái vật để chúng ta mà xả đạn nè, vừa có nhiều vũ khí để chơi như chơi phê nè, lại có rất là nhiều cái đồ item khác nhau nữa hả? Chơi đồ này mà ấy dạ đâu vậy hả? Ấy dạ, thiệt tình quên hai bên, nhờ hai anh Simba. Dạ, cái con này nhanh quá. Nhờ hai anh Simba hai bên giúp chứ thôi là xong CMNR rồi. Thì dạ, cái súng này bắn rất là đã luôn, nãy giờ chưa hao máu luôn kìa. Ê, game này bắn đã tày chứ, giờ rất là sung luôn, rất là phê. Dạ, làm sao mà bỏ qua cái game này được á? Game này chơi lại nhiều lần cũng không có xạo đâu. Bởi vì nó chơi luôn luôn vừa đó mà. Ê, cái này mà thêm một cái đứa người bạn chơi chung đó hả? Vừa phải nói luôn. Nghĩ già xong rồi. Tìm mạng rồi. Nghĩ già lần sau mình chỉ còn có 4 mạng vậy á? Nhớ hồi nãy là nhiều mạng, 8 mạng hay gì đó mà. Sao kỳ giả, nó đâu có chết mạng nào đâu. Anh sẽ bị mất mạng rồi. Anh thiệt là lạ đời. Rồi đi xuống. Cái già, nó có cả súng nhắm về. Yeah. Phồ, nó bậy rồi. Cái đó là súng phóng lựu, rất là đã. Bọn này á, chơi đồ rất là dữ dội luôn. Không phải hạng tầm thường. Dạ, yeah, lại ra nữa kìa. Quay lại cái lô cốt thôi. Thiệt tình, ví dụ mình đi ra khỏi cái chỗ đó đó mà. Hay Simba có một con đã chết ở đây nè. Đâu, một bay đâu. Hay. Cái này cơ mọi khó rồi đây. Bắn chặn đạn đi. Còn đâu nữa hay không hả? Đấu trận rồi. Sao mà nhanh vậy hả? Cái vụ tôi xuống đây đã rồi phục kích đi. Hay dạ nó kìa. Xong một em. Cái dạ chưa xong nữa. Xong rồi. Cái kia. Ở đây. Còn nữa là không hả? Hình như là hết rồi. Để xem có bí mật gì ở đây không.
Cái màn này hơi 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 bị rộng nha. Mấy cái đó cũng không cần đâu. Ý đâu đấy hả? Lạc lội một em. Bỏ lạc à? Làm gì đây dạ? Làm gì đây dạ? Để đăng hiếp thằng nhỏ à? Nghĩ dạ anh từng nghiệp với thằng nhỏ chưa hả? Thiệt là bọn đó nó rất là khốn nạn mà. Hiện nay có một cái ở đây có gì không hả? Thì mấy cái đó không nổ được rồi. Không còn gì nữa à? Cái sân mạng này không có bí mật hả? Bơm bơm cái dạ chắc là đi vô trong thôi. Người đi khám phá một vòng cái nào, dù gì thì cảnh vật thiên nhiên cũng đẹp đó mà. Dạ, ở đây có rồi. Tiền không cần thiết. Leo lên, leo lên. Ok, nhưng qua đây được không hả? Cái dạng của chị phá tới tiệm kìa. Cái dạng cái này để mở khóa tới tiệm vài nè. Mở cửa tới tiệm à. Cái dạ, bị phục kích rồi. Ý. Bị gì nó vừa lừa rồi, thiệt tình. Ê, nhưng mà không sao, đại ta đi một ít người. Ấy da, gặp khó rồi. Em bảy. Xong. Xong em nó luôn, bắn lén. Ấy da. Nữa hả? Ấy da. Thôi mày nói được cái gì á, lát đấy. Xong rồi. Bắn bại cái chuyện đó rồi. Mình bắn lén ta à, tôi chỉ bắn lén lại người chạy lại là không hả? Đi ra rồi. Hình như là bọn chúng sợ rồi. Dạ, nó hụt kích, sợ xanh mặt luôn. Hai cái series đó, nó đeo lại như là hãy ngọt series. Bây giờ đảo một vòng rồi, không còn gì nữa hết. Vậy thì đi vô thôi. Lên đường. Đi vào trong thôi hả? Trong cái đời này có cái gì là không? Làm sao leo được vô đây hả? Có thế nào leo được vô đây không? Hình như là không leo được rồi. Không thể nào leo vô đây được. Hình như trong kia cũng không có cái cửa để đi vô. Thôi đi đi thôi. Ê da, cái gì vậy hả? Giật mình, xém nó té đái rồi. Vừa mới vô gặp hung thần đỏ chét lại đứng ngay cửa. Nhiệt là lỗ bịch mà. Định tròn nhau đấy à. Làm gì vậy? Kẹt rồi. À dạ, ghi nó đi được hay không? Ghi nó đi không nổi. Như dạ, cái này là cái nền dân minh gì hả? Nhìn rất lạ. Dạ, lượm được cái bao đạn rồi kìa. Hay quá đi. Dạ, này là đâu hả? Đây là đâu vậy hả? Dạ đóng rồi rồi.
không mở ra nữa hả? Chưa làm được hết đồ mà. Thiệt là nhưng mà cũng lạng mà không biết chết thì được, tự nhiên đi ra làm gì, trong quần đồ cũng chưa có lấy được đồ hết. Nghĩ xui rồi, đây là kệ nó đi, không cần đâu, để chút xíu nữa hả, thì việc sẵn bồn ngoài này tới coi nó có mở lại được không. Ý dạ cho ăn con vẹt nào, con vẹt cảm tử. Ý dạ vậy chú bu liên à, ở đây đâu phải là cái trò này đâu phải là lướt bầu đâu đó hả. Ý dạ cái bọn này đâu phải là lướt bầu đâu, cái này là game sao mà đâu phải là game lướt bầu đâu. Ý dạ chạy thôi ném đồ đang bậy luôn rồi. Thì sao một mày nè, mày hả chạy đâu hả, bắn chân mày luôn thì mày hết chạy luôn. Ê, nó đụng bay lên trời luôn rồi. Bây giờ cái bọn này nhanh quá, bây giờ là mình bắn không có được mà. Đừng thả cho em đi. Ôi trời ơi, ý dạ thả cho em đi hả, thì còn cái anh đó chết kia nữa kìa, chửi xong cái đám này cho thằng khác nó ra rồi, việc là khó mà. Sao một em, ý dạ bọn này khó bắn quá đi hả, việc là khó bắn mà. Cho con vẹt nào. Yeah. Ý dạ mình chịu phóng lụa với tao à, thử cái nào ai hơn. Nghĩ gì là xong rồi, khốn nạn mà xíu nó là chết rồi. Ê, giờ muốn súng hả, mình tưởng nó đang chơi lút bầu. Tôi đã rất là không thích trò lút bầu đó đâu. Cái dạ, cái gì đã lấy không hả? Lâu quá rồi, không nhớ bí mật ở đây. Mà cũng đâu phải là hồi xưa anh chơi lấy được bí mật hết đâu hả? Hồi xưa chỉ chơi theo nội dung thôi, giờ thì bài đặt đi lấy bí mật thôi đó mà. Bây giờ ông quay lại cánh cửa kia để xem nào, nó có mở lại cho mình hay là không. Dạ, lại xuất hiện. Ê, chơi gì á, không có báo trước chút nào hả? Cái xuất hiện thì cũng nói hả, anh khai báo danh tánh cái đi, rồi tấn công gì hả, tấn công hả. Ít ra thì cũng phải chào nhau gật đầu cái hả. Thiệt tình, chơi không đẹp chút nào. Tôi rất thích cái phong cách của cái game này luôn. Không mở được rồi. Có một cái số game mà nó có cách chơi dựa trên cái game này á, y như cái game này thôi. Nhưng mà tôi không thích nó, bởi vì nó không có tạo cái sự hài hước đã như cái game này. Ây da, đi xong. Ây da, nó là xuất hiện nữa kìa. Ý cái bộ hung thần này. Ây da, chỉ thả vẹt, tháo vẹt thôi, tháo vẹt cảm tử là hay ho nhất. Ây bơm. Ây da, tôi thích nhất là mấy con vẹt cảm tử. Ây da, lại gặp chó rồi, xong rồi. Lại gặp bọn bulldog này rồi. Ây da, vừa dưới đất vừa trên trời, chống làm sao đây hả? Xong.
Thì giờ anh đi làm vòng đôi vậy. Ngứa quá. Tiếp tục thôi. Thì giờ anh cũng đi hết. Nhiệt tình đi cho đã, không có gì để lấy hết hả? Vậy thì vô thôi. Thì giờ hầm trống kìa, một biển máu. Thì giờ cái hồ máu thì mình cũng vậy. Thì nhảy mà xảy chân cái hả? Thì nó làm lòi họng luôn. Rồi vừa nói xong, liệt là gà. Thì chưa gì hả, mất hết một mạng rồi. Điều này kia có gì không hả? Cứ đi thôi. Ghi nó xuống, dục bên kia. Dục nó xuống dưới đi. Chúng ta là một tên phá hoại. Chúng ta đúng là phá hoại mà. Mấy cái đó không có gì hết, thôi thì đi thôi. Ấy nữa rồi, dạ. Anh sao mà gà vậy hả? Thiệt là gà. Nghi. Nhưng không thể nào mà chấp nhận được cách chơi gà như vậy hả? Nhớ bên kia luôn, không có được đâu, không có đi cái đường vòng. Nghĩ đơn giản vậy coi, tại sao mà lớn dưới được 2 lần vậy? Thiệt là khâm phục mà, vậy mà có thể rớt được 2 lần. Thì à, đi bị nhục nhã quá đi. Thì dạ, cái chỗ này gì hả? Nhìn rất là nguy hiểm. Dạ, cái gì xuất hiện rồi không hả? Cái gì đây không đây? Một cái không khí tĩnh lặng đến rợn người. Thà nó xuất hiện đùng đùng đi, nó còn không sợ. Cái kiểu mà tĩnh lặng vậy thì rất là ghê. Cái kìa, nghe cái âm thanh rồi. Ý dạ, tê giác, ôi trời ơi, đâu rồi? Một em. Bọn tê giác này, dạ, cái bọn nút bâu này nè. Thiệt là đây còn cái gì bắn in đùng vậy hả? Đâu rồi mấy con này, bắn 2 phát nó mới chết. Ây da, ây tới nữa rồi kìa. Ây chưa hết đợt này là đợt khác nó tấn công rồi. Ây da, kẹt rồi. Cứu em. Ấy da, đâu rồi, đâu rồi, ấy da, bắn rác gì hả? Một em, hai em, ba em. Thì gì? Đi xong rồi. Cuối cùng thì sóng gió cũng đổ qua. Liệt tình. Chúng ta qua nạn khỏi rồi. Ở hiền thì gặp lành. Đây, cái rừng bí mật rồi. Hay dạ, tiếp tục rồi, tiếp tục nó rồi.
Người già xuất hiện hoài, anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa hả? Này là chó rồi, khổ rồi, khổ tôi rồi. Chó đâu, chó đâu? Đâu con chó rồi hả? Nghe tiếng chó rồi mà. Vừa nghe tiếng chó rồi rồi quần chúng đâu hả? Ngày già anh tới rồi. Anh chưa ăn ra đây rồi có cái gì để lấy không hả? Ây da, đứng nhìn ai vậy? Thằng ngáo. Điện tĩnh là một thằng ngáo đó mà. Có cái mật gì đây không ạ? À? Nhớ trên một cái tảng đá nào đó có một cái bí mật mà. Có một cái cần kéo bí mật. Nhưng mà cái tảng đá nó ở đâu nhỉ? Lâu quá rồi làm sao nhớ được. Rồi, có thể là không phải ở đây rồi. Rồi đi thôi. Lấy cái đánh giá này coi, anh có cái cần kẹo với mặt đó hay không ạ? À? Dạ, cái bọn khủy kỹ gì đây hả? À? Sao mà nhìn ghê vậy? Đâu rồi? Bộ nó đâu rồi? Kìa. Cho mày ăn quẹt cảm tử này nè. Một em đi. Ây da, chỉ có mấy con quẹt này thôi. Là hay nhất luôn. Yeah. Thiệt là đã mà thiệt là sung sướng. Đâu rồi? Xong. Cái gì đây hả? Ây da, mất hụt rồi. Xong em nó rồi. Ây da, con đồng bào màu đỏ. Thiệt là mọi da đỏ cuối cùng à. Ở đâu nữa vậy hả? Ê, còn đâu nữa hay được không? Gì cái máu thôi. Như dạ, tìm được cái bí mật nữa rồi. Gì vậy hả? Quê tai. Bộ nguyên khí khổng lồ. Thì ba phát mới chết. Cái dạ, đây nữa kìa. Cho mày ăn trái bơm. Cái dạ, nè, nè. Ý, phải xem xét cái tảng đá này coi có cái gạt bí mật này không hả? À? Nhớ là ở đâu đây mà. Sao không em nó rồi? Đây nè, cái gạt bí mật kìa. Nó ở đây. Cái cây gạt đó hả? Ta sẽ tìm thấy một cái cây súng. Không biết gọi là cây súng gì luôn. Cây súng đó nó là rất là khủng bố. Bắn viên đạn to như cái đầu người, hơn cái đầu người luôn. Khủng bố đúng theo nghĩa đen luôn. Chút xíu tôi sẽ đi lấy nó nè nè. Anh em mới chờ xem đó hả? Ây da, nó tới kế bên rồi.
Yên đông quá đi, anh xử cái bọn nhỏ này trước đi, rồi tới cái bọn lớn kia. Một em, hai em. Núp đâu hả? Núp đâu hả? Núp đâu nữa hả? Xong rồi. Đi tìm cái cây súng hồi nãy thôi hả? À? Cây súng đâu rồi? Nó nằm ngay chỗ nào? Không phải ở đây rồi. Ý giả nắm đầu ta. Phải quay lại gãi cái cần này nữa hả? Kỳ sống ở đâu? Vì sống bắt đầu vậy. Ngày già không nhớ được rồi. Để có một cái rương này nè. Tăng mạng lên rồi, 6 mạng rồi. Ngày già có cái túi này nè. Dạ, xuất hiện nữa hả? Ý dạ. Quẹt đâu? Quẹt đâu hả? Quẹt đây nè. Còn đâu nữa hay không hả? Cứ ra đây hết đi. Chúng ta sẽ hạ từng người bọn người. Ý dạ, còn cái súng kia đâu hả? Tìm hoài không ra. Ê dạ, cái gì vậy? Bất thình lình gì hả? Định hù chết người à? Ê dạ, định hù chết người hả? Hey. Phục kích à? Dạ, vì nó bắn trúng rồi. Ây da, trực thăng. Xong em nó rồi, làm sao bay thoát con quẹt hả? Dạ, còn đâu nữa vậy á? Thiệt là đã mà. Ây da, xuất hiện gì ngoài kia nữa rồi kìa.
lên, không có được hả? Thôi đi. Dạ đúng rồi, kia súng phải là ở đây mới đúng, không phải bên ngoài kia đâu. Là cái này nè, cái bóng rổ đây nè. Nếu như bóng rổ này thôi hả, chỉ có cái bí mật, có cái súng, vậy mình quên bán. Cứ tưởng là cái kia thôi. Cái dạ, sao không có hả? Dạ người đã bóng đâu rồi nè. Dạ bậy rồi. Dạ xíu nữa là vô rồi. Ê kỳ vậy. Ê, thiệt là gà mà. Chỉ bóng rổ thiệt là gà. Vô chưa? Ném nhẹ thôi. Dạ anh chưa vô luôn. Dạ anh chưa luôn. Sao giả? Vô rồi. Chưa luôn kìa. Chưa gà giả. Dĩ này ném lên như cái nào. Đó vô rồi kìa. Đây nè đúng rồi. Cái súng khổng lồ khủng bố đây nè. Rồi viên đạn đó đây nè. Dạ thì rồi đen tiền mãn còn đen rất là. Có cái gương mặt trên cái viên đạn đó đây nè. Anh nhận đó thôi. Dạ cái súng. Dạ thử luôn. Ra đây mà thử đạn nghe thôi. Thử đạn thôi, có ai dùng thử đạn trong án viện có rồi kìa. Ấy da, đã chưa hả? Nó lăn trên mặt đất luôn kìa. Cái này hả? Nó sẽ lăn hoài hoài tới luôn. Đứa nào mà trúng là chết rồi. Nó không có bị nổi viên đạn đâu. Ngon rồi, ngon rồi. Đi vô đây thôi. Ấy da, anh cửa nó bị đóng rồi. Cánh cửa nào đây hả? Hồi nãy ta đi từ đâu ra? Ta được sinh ra từ đâu? Chẳng lẽ nó quay ngược lên đằng kia hả? Hình như là đâu phải. Quên mẹ nó rồi. Dạ, cái này không? Hình như là cái đường kia hả? Hồi nãy con pháp sư, cái con thầy mỏ đứng đó đó mà. Đâu phải đây đâu. Đúng rồi, ở đằng kia mà. Một con pháp sư nó đứng ở đó nó kêu gọi gì đó mà. Vậy sao vô không được hả? Đây nè, đây là cái đường đi vô đây. Nhưng mà sao mà cửa nó lại không mở hả? Định sẽ xuống bay lại không mở cửa. Hay là coi đằng kia, đằng chỗ khác nữa hả? Đâu còn chỗ nào nó đi đâu. Giờ đây thôi mà. Mình không bể bức tượng. Mình phá hủy nó luôn đi. Bây giờ dạ, bị khóa rồi, lẽ là vô đây mà. Vậy thì đi đâu? Mình phải làm sao đây hả? Dạ, cái đường vô đâu rồi? Cho tôi vô đi ạ. Hồi nãy cái con xà man nó nói cái gì á, tôi không đọc luôn rồi. Quên mẹ nó rồi, ở đây nè. Đúng rồi, đường vô ở đây. Hey hey hey, thiệt tình. Cái đường gà quá đi á. Đúng rồi, tiếp tục thôi. Dạ, đứng xuống đây là sắp mặt luôn. Thiệt là nguy hiểm mà. Nhưng mà không sao, có 7 mạng rồi. Dạ, anh có nhiều mạng rồi. Anh cũng không sợ đâu hả? Dạ, đứng gì treo leo vậy hả?
Ây da, rồi, rớt luôn rồi. Thôi là không xíu đấy. Không tìm được gà. Nhảy già, nhảy lên rồi. Nhảy già, hơn quá nhảy lên rồi. Lên luôn rồi. Cái này luôn, lên luôn rồi. Ây da, ây da, ây da. Cái gì hả? Tại sao mà đi tới hả? Thiệt là gà. Trình độ thật là còn kém cỏi quá mà. Anh em coi đừng có cười chê á. Nữa rồi, rồi chết luôn rồi. Sao vậy? Nghe là các cái đoạn này bỏ qua đi hả? Cái đoạn nào chơi hay thì giữ lại hả? Cái đoạn nào mà chơi dở thì cắt bỏ đi. Nữa rồi. Điện tình. Bây giờ nhảy xuống dứt khoát mới được. Ê, đứng nhìn thấy ghê quá. Nhảy dứt khoát luôn nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Hay dạ lên được rồi, hên quá đi. Dạ, đâu có thể làm khó được ta hả? Anh chỉ giết được ta một mạng thôi. Dạ đúng rồi, cái nơi của công kìa, công ngồi kìa. Cái dạ, nghe như cống cống thả xuống hả? À, cái con nhỏ này đó hả? Nó kêu mình trước khi đi vào cái cổng ở đằng kia thì mình đi tìm đi bốn cái trái chuối may mắn. Ây da, bốn cái trái chuối may mắn đâu hả? Đây, có rồi, một cái trái chuối đây nè. Ây da, ây da, ây da, phục kích rồi, bị phục kích rồi. Ý dạ, mình định hấp tao trong nãy hả? Không có dễ đâu. Ấy da, trên đầu có máy bay. Hai con vẹt thôi. Ý dạ, hết vẹt rồi. Hết rồi. Đừng mà, đừng mà. Ý dạ, sao mà rác vậy? Bắn rác quá vậy? Hay chết mà đi. Ở trên lầu ở đầu kìa, ở trên đầu. Một em. Còn một em nữa. Ý dạ, nó kéo tới nữa rồi. Vừa vừa xong con này nó kéo con kia tới rồi. Dạ, ở dưới đất thì gặp cái bọn này. Thiệt là khó mà. Xong rồi. Bây giờ còn một chiếc nữa kìa. Ê, xong rồi. Ê, thiệt là hên mà. Còn có ba mươi mấy máu nữa thôi. Ê, đằng kia. Ở đằng kia. Bây giờ né né nó đi. Đổi súng thôi. Ấy da. Ấy da. Ấy da. Còn đồ hay không hả? Gần hết máu rồi, tha cho em đi. Ấy da, lấy máu nhanh lên. Ấy da. Bây giờ lấy cái hộp đạn đây nè, có đạn rồi. Ở đâu nữa vậy á? Ở bên kia kìa. Ê, bắn cái bọn nó bắn lén này trước cái đi á.
Ây da, ây da. Đâu hết rồi? Đâu hết rồi? Sao không thấy hả? Ở đâu vậy hả? Ở đây kìa. Ây da, máy bay trực thăng hả? Cho mày trái lựu đạn nè. Xong chưa hả? Em thiệt là mệt mỏi mà. Bây giờ anh có máu hay là không hả? Thì không có máu coi như là ăn cám đó nhỉ. Ây da, được rồi, em tìm tới chuối nữa. Ây da, đi kiếm máu, nhìn lên. Ây da, nó lại tấn công nữa rồi kìa. Hình như là mỗi lần mình đụng chuối ra thì nó sẽ tấn công rồi. Dạ, cái chuối này mà tới chuối may mắn gì á? Tại sao gọi là tới chuối may mắn hả? Mỗi lần đụng chuối là nó sẽ tấn công. Ây da, ây gì vậy? Ây da, nó bay lượn lượn trên đầu kìa. Thật là đáng ghét mà. Ê, còn một chiếc nữa, đâu hả? Đây kìa. Xong rồi. Thiệt là hư cấu mà. Được không mà bắn chỉ 4 phát đạn thôi. Hên quá, có máu rồi rồi. Còn một cái trái chuối nữa thôi. Thì là cái trái chuối khốn nạn mà. Chứ mà bắn cái gì á, đằng kia kìa. Ủa, nãy giờ mới lượm 2 trái chuối hả? Bây giờ anh tưởng là lượm hết rồi. Dạ, đây có máu kìa, nhanh lên. Được thôi, lại còn thằng khốn nạn. Ừ, dạ, người ta không sợ cái người đâu á. Ê dạ, trời ơi, dưới đất có cái quả bóng đó kìa. Xong một cái quả bóng rồi. Còn trên đầu, chỉ một cái đầu này nó đi. Ý, bọn này thật là khốn nạn mà, trên đầu nó ị xuống hả? Đâu rồi? Đây nè. Xong rồi. Còn đâu nữa hay không hả? Hay dạ, qua đây lượm giáp đi. Ê, nó hù chết anh à. Ê dạ, đâu rồi, cái súng đâu rồi? Đây nè. Ây da, lại xuất hiện cái bọn lính cảm tử nữa rồi. Rồi cái mảnh đi ngên kìa, thấy ghét gì hả? Thấy ghét gì hả? Ây da, được, anh quỷ đỏ. Quỷ đỏ với nguyên thủy khổng lồ. Ây da, tàu vậy. Ê, xong rồi. Ây da, cái đằng kia còn một cái anh nữa kìa. Ê, sập luôn rồi. Ây da, ở đâu nó vậy á? Sao mà nhiều hướng vậy á? Cái đợt tứ phía luôn. Bùm chiếu. Cái mạng này sao mà đau vậy á? Em muốn hoài không có hết. Đây còn gì là không? Đây, xong rồi. Đây có gì không hả? Không có gì hết. Rồi đi qua thôi.
Như là đi ngược đây phải không nhỉ? Đúng rồi, đi qua đây. Mở chưa? Chưa mở hả? Hay như là đây đi không đúng rồi. Dạ đúng rồi, đi qua đây thôi. Này, cho tôi vào đi. Thôi nào. Mở cái cánh cửa chích điện này ra nào. Nhanh nào. Quái gì vậy? Là ta anh thấy mỏ đây, anh đang gạo rú cái mô tê gì vậy hả? À, tôi chỉ đang thư giãn thôi. Thôi, để đấy cho ta. Wow. Bây giờ hãy nhanh lên và gọi quan cô gọi là. Thành phố Asun này gần như đã được giải phóng, nhưng chúng tôi phải đối mặt với mối đe dọa lớn, đó chính là quận Gồ. Chúng tôi chỉ tạo ra cái máy bắn đá này để có thể tiêu diệt bọn quái vật. Hãy bảo vệ chúng tôi khi chúng tôi chuẩn bị đạn dược. Tôi sẽ gọi con gô ra ngay bây giờ. Tôi sẽ thử lại với một cái gì đó khác vậy. Nhìn cái thước khủng bố của nó kìa. Thì bây giờ ta sẽ tấn công với con cái con khỉ khổng lồ đi hả? Dạ. Nó chỉ dụ với con khỉ này làm gì á? Bảo vệ cái bọn bảo vệ Simba này. Simba này sẽ giúp mình tấn công con khỉ. Dạ. Dạ sao mà được rồi, nổ banh rồi. Dạ lo tấn công như này mà quên cái con còn cái kia hả? Dạ bảo vệ những con dưới này thôi. Nhìn cái con khỉ đột kia là cái gì á? Anh Son Goku biến hình à? Anh Son Goku nhìn thấy mặt trăng biến hình rồi, chính là Son Goku rồi, phá hoại à? Cái dạ đích thầy con khỉ thì chính là Son Goku rồi. Cái dạ cái bọn này sao mà tấn công cái đồng bọn của ta hoài vậy? Bọn này thật là hung hăng mà. Dạ. Xong một cái nữa rồi, qua cái bên này thôi. Dạ nó sắp chết rồi kìa. Xong rồi. Giờ thì ông sẽ làm gì với cái con khỉ đột này? Sẽ mất cả tuần để trông nó đấy. Đừng lo, ta biết phải làm gì với nó mà.
Quầy con khỉ khổng lồ luôn kìa. Bá đạo gì mà. Muốn thịt khỉ quầy ăn rất ngon đó hả? Xong rồi, vậy là lấy được cái huy chương đầu tiên. Hay già, cái huy chương hình con khỉ. Có nghĩa là con rồng, rồi mấy con gì nữa đó hả? Dạ, vậy là xong một cái, xem một cái phần này rồi. Như là cái hành tinh Simba này, chúng ta đã phá đảo cái hành tinh Simba này, lấy được cái huy chương đầu tiên rồi. Vậy là cái chặng đường tiếp theo sẽ đi đến cái hành tinh tiếp theo. Và tập này đó hả? Quá trời dài rồi, thôi thì kết thúc tại đây luôn. Xin tạm biệt em nhé, hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Xin hãy quay trở lại và nhấn đăng ký cho kênh Game Game Thuyết Minh nha. Cái trang game thuyết minh này thì trẻ vừa chơi vừa thuyết minh game theo cái kiểu mà phim Hồng Kông, cho các bạn xem cho vui để mang tính giải trí rất là cao nhé. Thôi thì xin tạm biệt thôi, xin hẹn gặp lại.